Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Được chuyên gia dự đoán có thể thành triệu phú, vợ chồng Meghan Markle lại bị mỉa mai hôn hết phần thiên hạ. Một chuyên gia tài chính khẳng định rằng vợ chồng Meghan Markle có thể kiếm được 1 tỷ bảng Anh nhờ vào những hợp đồng béo bở vượt qua cả nhà David Beckham. Theo trang The Sun, mới đây, một chuyên gia tài chính đã đưa ra đánh giá đầy kinh ngạc về tương lai của vợ chồng Harry Meghan Markle sau khi chính thức rời khỏi vai trò hoàng gia cao cấp trong ngày 31 tháng 3 sắp tới. Robert Watts, một chuyên gia nổi tiếng cho hay, sau khi nhà sử sách được tự do, họ có thể kiếm được 1 tỷ bảng Anh dựa trên các giao dịch liên quan đến lĩnh vực truyền hình, diễn thuyết, thời trang. Thậm chí, chuyên gia này còn ước tính rằng vợ chồng Harry Meghan Markle có thể kiếm được số tiền gấp 3 lần con số 355 triệu bảng Anh của vợ chồng David Beckham. Sau khi thăm dò nền tảng tài chính của cặp đôi này, ông Watts nói rằng, chúng ta không thể đánh giá thấp sự hấp dẫn của họ đối với quốc tế. Tôi nghĩ rằng trong 10 năm nữa, họ có thể lọt vào danh sách những triệu phú với số tiền khổng lồ mà họ kiếm được. Ông Watts cũng khuyên cặp đôi này nên xem xét cẩn thận tên thương hiệu của mình trước khi chấp nhận mọi cơ hội kiếm tiền. Bởi lẽ, tất cả công chúng và giới truyền thông sẽ đổ dồn sự chú ý vào thương hiệu mới của họ sau khi cặp đôi bị nữ hoàng Anh cấm dùng Royal trong tên thương hiệu cũ. Trong khi đó, trang Mirror mới đây đưa tin, chi phí an ninh bảo vệ cho nhà sử sách đang tăng vọt và có thể tốn khoảng 20 triệu bảng Anh mỗi năm sau khi họ chính thức hoạt động riêng, không còn thực hiện nhiệm vụ hoàng gia. Với kế hoạch phát triển thương hiệu toàn cầu và đi lại giữa nhiều quốc gia, nên chắc chắn những chuyến đi của cặp đôi này sẽ cần một đội ngũ an ninh hùng hậu. Các chuyên gia cảnh báo rằng cặp đôi sẽ tạo ra cơn ác mộng về chi phí an ninh với số tiền khổng lồ. Hiện tại, cặp đôi được cho là có ít nhất 12 người bảo vệ cho họ cùng con trai Archie 9 tháng tuổi ở Canada, và chi phí để trả lương cũng như phục vụ di chuyển cho 12 người này cũng là một con số không hề nhỏ. Dư luận đặt ra câu hỏi rằng, vậy con số 20 triệu bảng Anh sẽ do bên nào chi trả? Một số nguồn tin thân cận hoàng gia cho hay, nhà sử sách không hề có ý định tự chi trả số tiền khổng lồ trên mà họ muốn sẽ tiếp tục được hỗ trợ do cặp đôi này vẫn là người thân của nữ hoàng Anh, được giữ nguyên tước hiệu và kính xưng. Tuy nhiên, thông tin này đã ngay lập tức vấp phải sự phản đối của người dân. Nhiều người bình luận rằng cặp đôi không còn đại diện cho nữ hoàng Anh khi xuất hiện tại các sự kiện, nên nhà sử sách sẽ phải tự chi trả cho các hoạt động của mình. Một số người nói rằng họ không có trách nhiệm phải chi tiền cho cặp đôi hữu danh vô thực này. Dù vợ chồng Meghan được giữ nguyên mọi thứ, nhưng họ lại không được sử dụng chúng. Cặp đôi ấy luôn tin rằng họ sẽ đạt được thành công và trở thành triệu phú. Họ không bao giờ bị chết đói đâu, nên số tiền 20 triệu kia quá nhỏ nhặt so với họ, một người dùng mạng mỉa mai. I'm so in love with you.